Ủa nhưng mà tiểu thư phải cần cái này để đổ ra cho nó nó xi chỉ nó là nhỏ hả? nhưng mà cái đầu á, cái đầu nhỏ thì mình chỉ đổ nó không có chỉ kiểm soát được cái lực nước của nó. Máy này hồi xưa em mua nhiêu? Hồi xưa chị tính mua thì chị thấy đẹp thôi, chứ cũng không pha mấy cái sừng kia. Mà chị thấy mắc quá rồi, đỡ như 600 mấy cái Bởi em triệu mua đúng chứ không? không phải cho máy á. Có cái này mắc. Cái này để xây Sai được. xây Được. này nãy mới xây xong hả? Là mới xong. Thơm. Đúng một góc luôn. Đây, mấy pha cà phê. Cái này ít tay xài. Cái này vừa xài cái này là trước rồi, sau khi mình mua cái này rồi thì cái này mình là bỏ luôn. Còn cái giờ lấy cái phim Việt Nam ra pha nữa là đủ bộ không? Đủ cái quán. Còn một chút này mua pha phim Việt Nam. Coi bao giờ luôn. Chưa, coi trên mạng luôn. Tôi chỉ mua cái bịch cà phê của bên Sài Gòn Roastery á. Xong lúc mới ra, xong mới sang em về, mỗi lần pha phim cái nó sẽ bị nở ra, cái nó đẩy cao lên. Thì cái cà phê vậy mà mình bỏ ra nó nở ra xong Để một khoảng 2-3 tuần là bắt đầu nó sẽ hết.
Hai ba tuần nó sẽ hết gì mà chắc gặp đây nó sẽ ừ, tại vì biết là tầm một tháng muốn là sau khi nó ra nó cần một tháng là không sau đó phải mấy tuần bắt đầu phai thì nó mới hết nữa, kiểu hiện nó sẽ bình thường tại nó lâu quá rồi. Ủa nhưng cái này có pha với sữa được, cà phê sữa, kiểu cà phê sữa được, không đâu được. Về cơ bản là được. Sao con xích cho cô lấy nha bạn. Dạ. Thì mọi người có bán ấy, cũng là cà phê. Vì sữa thì nó sẽ lạc hơn cà phê, cà phê bình thường. Pha thêm sữa được rồi, nếu mà muốn pha với sữa thì chỉ bỏ nhiều cà phê thôi. Ít nước nhiều cà phê vậy nó sẽ hơi tốn cà phê để... Vậy để mới quay đây không đúng không? Không em mới tự nhiên I got nothing to worry about when you're by my side. Bled from the wound for at least a year. I couldn't clean myself up. I reached out for the bottom rung. You hoisted me up. You were there. Nhưng mà cũng không đắng bằng lúc chắc không đắng bằng lúc chị phải phim thì chắc chắn sẽ không đắng. Ngủ nhiều sẽ đắng. Thông thường em sẽ bỏ xíu đường vô, uống theo kiểu americano, xíu đường rồi đá vô. Nhưng mà em muốn chia ra. Em làm thêm. Cái ly khác cũng sớt ra, là cái ly mình đi uống rồi. Em nghĩ là cho nó sửa được. Sợ nó sửa nhiều quá thôi. Tại vì cái này nó cũng không có đắng. Cái cây này nó cũng sửa. Tại mấy chị hay uống cái sữa đó cho nó làm. Ý là nó sẽ giống như vậy nhưng mà nó sẽ có hơi mùi trái cây hơn, chính là thường là sẽ có mùi đào, đào. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side. Felt the weight of it all come down. A brace from the deafening sound.